Có ma, có ma, có ma. Ma cái gì mà ma? Vào trong. Ma ở bên đó. Ma ở đâu ra? Tranh Trung Quỷ. Sau khi lão gia qua đời, trùng hợp có một đêm nô tài và hai tên thị vệ đến nhà kho để tuần tra. Sau lưng của Trung Quỷ vốn có tới 5 con tiểu quỷ. Lý Tổng Quản xem kìa, nhưng đêm đó trên tranh chỉ còn lại 3 con. Ma, ma. Chuyện này đều là sự thật. Tôi có thể kêu hai tên thị vệ đó đến làm chứng. Bây giờ trên dưới trong phủ đều đồn là hai con quỷ đó đã chạy ra đây để gây án, đem linh hồn của lão gia kéo vào trong nhà kho này. Các vị, giờ là ban ngày, 5 con quỷ đó vẫn còn ở trong tranh. Một khi tới ban đêm thì... Bổng Truy, người la lối ôm sùm cái gì vậy? Cách cách. Bổng Truy sợ quá. Ở đây có ma, hay là chúng ta về đi? Xít chút nữa thì bị người dọa chết. Có ma. Cách cách. Xin dừng bước. Chuyện gì nữa? Bà Đồ có chuyện muốn thỉnh giáo riêng với cô. Có chuyện gì mà không thể nói trước mặt mọi người? Đạt Na, muội về trước đi. Bổng Trì, theo cái cô khó ưa đó vào trong đi. Dạ. Cách cách, bây giờ chỉ còn chúng ta. Có gì nói thẳng đi. Nói cái gì hả? Nói xem, tại sao cô lại tới phủ đề đốc với cây châm trong tay, rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện đó, cây châm trong tay cô từ đâu mà có? Thì chỉ cần cô chịu nói cho tôi biết, tôi sẽ đem chuyện hai chúng ta ở trong sơn động nói cho cô biết. Chuyện trong sơn chuyện. Chắc không phải huynh đã làm gì bổn cách cách chứ? Cô nghĩ đi đâu vậy? Sao tôi lại là hạng người đó? Huynh chính là hạng người đó. Cô. Được. Nếu cô đã nói như vậy, thì bí mật ở trong sơn động cô mãi mãi đừng hỏng biết được. Được rồi, được rồi. Huynh mau nói đi. Nếu huynh không nói, Tôi sẽ cô sẽ làm gì? Cô cũng đâu làm gì được tôi. Thể điệp cách cách, tôi thật sự rất muốn bắt được hung thủ, trả thù cho bác nhĩ tế. Nếu cô chịu nói cho tôi nghe chuyện của Trâm Vàng, vậy tôi sẽ đem bí mật trong sơn động nói cho cô biết hết tất cả. Tôi cũng biết là cô không muốn thành hôn với tôi. Một khi tôi bắt được sát thủ, tôi sẽ về khoa nhĩ thẩm. Đồng thời tôi sẽ hủy bỏ hôn ước với cô. Được. Nhất ngôn ký xuất. Tứ mã nan truy. Đêm nay cách cách và Bối Lặc đi bắt ma. Đúng, chúng tôi lập kế hoạch xong rồi. Vậy cách cách bảo tôi tới đây có căn dặn gì không? Ta muốn là huynh phái người tới đó mai phục trước, đề phòng lúc ta bắt ma xảy ra chuyện gì đó. Vâng. Bắt được hung thủ chưa? Uy Đường, khởi bẩm vương gia, nhà kho của phủ đề đốc có cửa bí mật. Triệu Giai Thị có thể từ đường đó tự do ra vào. Có thể cô ta chính là hung thủ đã giết Ngạc đại nhân. Từ đó suy ra, cô ta chính là một trong những sát thủ Trâm Vàng. Cửa đường bí mật à? Rốt cuộc chuyện này là sao? Bẩm vương gia, thật ra lần này là sát thủ tự mình làm tốt thành xấu. Ngài nhớ không, trong cái đêm mà tôi giữ linh cữu của huynh trưởng, thể điệp cách cách đã tới để bái tế. Sau đó trên đường đi thì bị tập kích. Đương nhiên là nhớ. Ba Đồ và thể điệp cách cách cùng nhau bị rơi vào bẫy. Cho nên
Có ma, có ma. Vào trong. Ma ở bên đó. Vậy sao lúc đó cậu không nói cho bổn vương biết chuyện? Bẩm vương gia, ba đồ chỉ là không muốn rút dây động rừng, cho nên mới không nói ra. Thể điệp cách cách hôm qua nói với tôi chuyện lĩnh thôi cách hải tặng châm cài đầu. Tôi cảm thấy hai chuyện có liên hệ mật thiết, cho nên đã cùng với cách cách lập ra mai phục, bắt sát thủ. Vương gia tha mạng, thần thiếp không phải là sát thủ, xin vương gia minh xét. Người quen thuộc đạo sơn động, bổn vương không vu oan người chứ? Ba đồ bối lạc nói, ở trong đạo tối đen như mực, cho dù có cầm theo đèn cũng chưa chắc đã tìm được đường ra. Một cô nương như ngươi có thể xông vào phủ đề đốc, còn ra vào dễ dàng. Điều đó không phải chứng minh ngươi rất quen thuộc con đường đó sao? Lúc thể điệp cách cách và ba đồ bối lạc bị sát thủ hãm hại, cũng bị nhốt vào con đường đó. Nếu ngươi không phải là hung thủ, thì tại sao lại biết con đường bí mật này? Không phải đâu, không phải như vậy đâu vương gia. Mau nói. Ngươi nói ngươi không phải là sát thủ châm vàng. Bên trên cây châm vàng có khắc chữ thanh trong người Ngạc đại nhân. Có phải đã bị ngươi lấy đi, sau đó giá họa cho Đoan Mẫn? Vương gia, lời ngài nói thần thiếp thật sự không hiểu. Thật sự không biết sát thủ châm vàng gì đó, còn muốn xảo biện à? Thần thiếp thực sự không biết mà. Không chịu nói ra chứ gì. Người đâu, dùng hình với ả. Vương gia, vương gia, thần thiếp bị vu oan mà. Dừng. Dư Nhi, nếu ngươi còn không chịu nói ra, đừng trách bổn vương vô tình. Vương gia, thần thiếp xin khai. Thần thiếp đột nhập phủ đề đốc là vì A Mã Thiếp. A Mã Thiếp muốn mua chuộc Ngạc đại nhân, nên mới dùng việc chế tạo châm vàng để che mắt người đời, điện cho việc đem số vàng vào phủ đề đốc, để Ngạc đại nhân bỏ vào túi riêng. Sau đó, Ngạc đại nhân chết thảm trong nhà. Thần thiếp được A Mã nhờ vả đột nhập vào phủ đề đốc chỉ là muốn tìm ra sổ sách của châm vàng, tránh để quan mới nhậm chức lôi ra chuyện cũ. Con đường bí mật đó thật sự là thần thiếp vô tình phát hiện ra thôi. Thần thiếp thật sự không có độc hại Ngạc đại nhân. Ăn nói bậy bạ, đã tới nước này rồi ngươi còn che giấu sự thật à? Thiết Thành Cương, có hạ quan. Cho dù dùng cách gì cũng phải bắt ả khai ra, không cần nể mặt của bổn vương. Tuân lệnh. Vương gia. Cái gì? Dư Nhi là sát thủ châm vàng. Dạ phải Phúc Tấn. Vương gia đang thẩm vấn cô ta. Nô tỳ nghe nói đang dùng hình với Tam Phúc Tấn. Tam Phúc Tấn, viên thực mệnh đơn này hễ uống vào, dù là đàn ông khỏe mạnh cũng đau đến nỗi lăn lộn dưới đất. Đợi sau khi ruột gan khắp người co rút lại, thì độc tính của nó sẽ tan ra trong ngũ tạng của cô. Nội tạng của cô sẽ thối rữa mà chết. Rất nhiều người cũng không chịu nổi, vì muốn sớm được giải thoát đều sẽ tự mình kết liễu. Cho nên thuốc này gọi là hồn ly thân. Tam Phúc Tấn, hạ quan khuyên cô hãy mau mau nói thật, nếu không thì... Vương gia tha mạng, thần thiếp nói tất cả là sự thật. Vương gia minh xét. Ta cho ngươi cơ hội mà ngươi không biết điều. Thành Cương, có hạ thần, dụng hình. Tuân lệnh. Đừng mà. Tam Phúc Tấn, hạ quan xin phép đắc tội. Vương gia, thủ hạ lưu tình. Thần thiếp bái kiến vương gia. Tì tì, cứu muội. Im miệng. Tử Hủy, nàng gấp gáp tới đây, nếu như là vì muốn cứu sống Dư Nhi thì không cần nói. Bổn vương nhất định phải tra hỏi cho ra lẽ. Bẩm vương gia, thần thiếp có thể chứng minh muội muội không phải là sát thủ châm vàng. Tử Hủy, nàng nói vào đêm cho truy lùng sát thủ châm vàng, Dư Nhi luôn ở trong phòng của nàng không rời nửa bước sao? Đúng là như vậy. Lúc đó thiết thị vệ có mời thần thiếp tới hoa viên để điều tra,
Lúc đó, muội muội luôn ở bên cạnh thần thiếp, không rời nửa bước. Nếu nói muội ấy lén lấy châm vàng để hại Đoan Mẫn, thì đúng là chuyện rất vô lý. Mặc dù là muội muội có lỗi, nhưng không liên quan tới sát thủ, xin vương gia minh xét lại. Chết rồi. Ba đồ, chuyện gì vậy? Khởi bẩm vương gia, nếu Tam Phúc Tấn là sát thủ, bây giờ thất thủ bị bắt, chắc chắn đồng bọn đã biết được chuyện này. Người thử nghĩ đi, kết cục của những sát thủ châm vàng bị bắt, nếu không bị diệt khẩu thì cũng sẽ tự vẫn. Nhưng Tam Phúc Tấn không sao, chứng minh được sát thủ châm vàng muốn tha cho Tam Phúc Tấn. Ý của ngươi là bọn họ muốn chia rẽ nội bộ chúng ta, sau đó để Tam Phúc Tấn ra làm kẻ chết thay? Đúng vậy. Nếu thật sự như vậy, thì chúng ta đã mắc bẫy của sát thủ châm vàng rồi. Vương gia, ba đồ bối lạc nói rất có lý. Nếu không thì chắc muội muội đã chết từ lâu rồi. Đáng ghét. Sát thủ châm vàng dám giở trò này với bổn vương. Nhưng cho dù Dư Nhi không phải là sát thủ, nhưng đã lèn vào phủ đề đốc, giúp mã cô ta tiêu hủy chứng cứ tham ô, cũng là tội không thể tha. Triều Giai Thị xem thường vương pháp, âm mưu tiêu hủy tội chứng, phạm phải trọng tội. Kể từ hôm nay, dáng làm thường dân, cả đời không được bước vào vương phủ. Vụ tham ô của Lĩnh Thôi Cách Hải, tội chứng đã rõ, đúng lý xử trảm. Nhưng Triệu Thị nhiều năm hầu hạ vương gia, sau khi cân nhắc được miễn tội chết, Lĩnh Thôi Cách Hải giáng làm thường dân, gia sản sung công, cả đời không được làm quan. Dân nữ tạ ơn vương gia, khấu tạ vương gia miễn tội chết. Ba đồ, Uy Đường, lần này vô tình phá được vụ án tham ô của Lĩnh Thôi Cách Hải, hai người lập được công lớn, bổn vương phải ban thưởng xứng đáng mới được. Tạ vương gia, bẩm vương gia, vi thần không dám nhận, đều nhờ vương gia anh minh và cha thần dạy dỗ thôi. Vương gia, thật ra lần này thể điệp cũng có công, tại sao người chỉ khen họ mà không khen con? Bẩm vương gia, lần này phá án, thể điệp Cách Cách cũng có công không ít. Con còn dám kể công à? Đã bảo con đừng dính vào vụ này, con không nghe, tự ý đi điều tra. Bổn vương chưa giáng tội con là may lắm rồi. Con kể công hả? Vương gia, người đúng là thiên vị quá. Con dám nói như vậy trước mặt bổn vương hả? Khởi bẩm vương gia, Đa La Tuệ Võ quận vương cầu kiến, mời vào. A Mã tới làm gì? Chắc không phải tới bắt mình chứ? Vi thần tham kiến vương gia, miễn lễ. A Mã, người tới làm gì? Thật vô lễ. Trước mặt vương gia, có chỗ cho con muốn nói gì thì nói sao? Không sao. Tuệ Võ quận vương tìm ta có việc gì? Bẩm vương gia, vi thần có chuyện muốn bẩm báo riêng với ngài. Được thôi. Ba đồ, Uy Đường, hai người lui trước đi. Hôm khác bổn vương nhất định sẽ luận công ban thưởng. Vi thần cáo lui. Còn không lui xuống? Con cũng lui xuống hả? Ừ. Con là người nhà mà. Con đi liền. Vương gia, thể điệp lui xuống trước. Vi thần không biết dạy con. Thể điệp còn nhỏ mà. A Mã, người đi nhanh lên đi. Gấp cái gì? Con là nữ nhi mà, phải đoan trang một chút, như vậy mới được. Nếu để cho ba đồ bối lạc biết con nôn nóng như vậy, chẳng khác nào thành trò cười. Con không quan tâm. Nếu không nhanh chóng nhờ vương gia tấu xin hoàng thượng ban hôn, lỡ như người khác cướp mất ba đồ bối lạc thì làm sao? A Mã à, A Mã, hạnh phúc cả đời của con nhờ hết vào tiếng nói của người đó. Là tiếng nói của vương gia mới đúng.
A Mã tự biết tính toán, về sẽ nói cho con biết. A Mã, vậy con tới tìm Đoan Mẫn trước, rồi đi dạo ở hoa viên. Lát nữa A Mã gặp Vương gia xong cứ tới đó tìm con. Cũng được, đi đi. Nô tỳ cáo lui. Cứ làm vậy đi. Dạ. Vi thần tham kiến Vương gia. Miễn lễ, đứng lên đi. Bẩm Vương gia, Vi thần có chút chuyện riêng muốn bàn với Vương gia một chút. Vậy nhờ Vương gia bẩm với Hoàng thượng tâm nguyện vừa rồi của Tề Ngạch. Chuyện đó không có gì khó. Ông cứ về chờ tin của ta đi. Tạ Vương gia. Vậy Tề Ngạch cáo lui. Hoàng Hỷ, ông tới tìm có chuyện gì sao? Muội, nếu muội rảnh rỗi thì nên ra ngoài đi dạo hóng gió, đừng suốt ngày ở trong phòng, không tốt cho sức khỏe đâu. Muội muội sẽ nhớ lời tỷ. Đại tỷ, hình như hôm nay tâm trạng của tỷ rất tốt. Vậy hả? Đương nhiên rồi, tỷ xem. Muội phát hiện tỷ mới đổi một cây châm vàng mới. Đại tỷ không sợ sát thủ châm vàng sao? Cái quạt bách hợp này đẹp quá. Cái quạt này của tỷ là do ai tặng vậy? Cái này à? Là đại ca tặng tỷ lúc huynh ấy thành thân. Xem tỷ kìa, nào là quạt bách hợp, nào là châm vàng. Tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ có chuyện gì vui? Quả là không giấu được muội. Thôi được, tỷ nói muội nghe. Lúc nãy tỷ đã nói A Mã đi gặp Vương gia rồi, nhờ Vương gia xin Hoàng thượng ban hôn. Tỷ nghĩ tỷ sẽ sớm thành thân với ba đồ bối lạc. Đại tỷ, tỷ nói nghiêm túc hả? Đương nhiên là nghiêm túc rồi. Ba đồ bối lạc giỏi như vậy, người thích huynh ấy chắc chắn rất nhiều. Cho nên ta phải tiên hạ thủ vi cường. Quá đáng thật, rõ ràng là do bổn cách cách tìm ra manh mối mà hai người đều được ban thưởng, còn ta thì bị la một trận. Bởi vì từ khi phát hiện châm vàng ở hiện trường cho tới khi phá án, bổng trùy đều đi theo cách cách, từng bước vất vả điều tra. Công lao này phải thuộc về cách cách mới đúng. Ba đồ bối lạc thì không nói, thiết thị vệ, huynh đã giành công với chúng tôi rồi. Có nghe chưa hả? Bình thường bổng trùy ngốc như vậy mà cũng có thể nói ra những lời có tình có lý thế. Có biết chưa, công lao của ai vậy hả? Xin cách cách đừng giận, tôi sẽ tấu lại với Vương gia, đem phần thưởng của tôi ban cho hai người. Tại sao vậy? Ta không thèm đâu. Của huynh là của huynh, của ta là của ta. Ta chỉ muốn lấy phần của ta thôi. Không giống như ai kia, cứ đứng đó, không thèm làm gì hết, chỉ nhìn cho vui. Cô đang nói ai vậy? Ai trả lời thì nói người đó. Cô, người đó, chính là người đấy. Đạt Na, khó lắm mới phá được án, nên hai người đừng gây với nhau nữa. Ba đồ, nói câu công bằng, huynh đúng là đáng trách thật. Gì nữa, chuyện lớn như vậy sao không cho muội biết? Nếu muội có mặt ở đó có thể cũng được Vương gia ban thưởng. Tối qua mọi người vẫn chưa dám chắc chắn. Nếu đó là sát thủ châm vàng thật, không chừng sẽ đấu một trận sống chết. Vì an nguy của muội nên mới không nói cho muội biết. Ba đồ, không ngờ huynh lo cho muội như vậy. Phải đấy. Ba đồ à, ngươi đừng quên chuyện hôm qua chúng ta nói đấy. Người còn chưa bắt được, cô gấp gì chứ? Ta sợ tới lúc đó ngươi không nhận thôi. Không bắt được sát thủ châm vàng, làm sao thực hiện được thỏa thuận? Thỏa thuận gì vậy? Ba đồ, sao muội không nghe huynh nói vậy? Huynh đang giấu muội chuyện gì? Phải đó cách cách, là chuyện gì? Phải đấy cách cách, bổng trùy đi theo cô suốt ngày, sao lại không biết thỏa thuận giữa cô và ba đồ bối lạc? Có phải là hôm qua sau khi đi từ phủ đề đốc ra, ba đồ bối lạc đã nói khi hai người nói chuyện riêng không? Cách cách, người làm gì vậy? Thể điệp. Đại tỷ, nhị tỷ, thể điệp, ba đồ bối lạc. Quả hình cách cách có gì cứ nói với tôi. Tối qua ba đồ thức suốt đêm, bây giờ mệt lắm, không có chút tinh thần nào hết. Vậy tốt quá, bổn cách cách có một tin tốt muốn chia sẻ cùng với ba đồ bối lạc. Huynh ấy nghe xong rồi chắc chắn sẽ lấy lại tinh thần. Là chuyện gì vậy? Nói với mọi người luôn đi, dù sao mọi người đang rảnh mà. Nhưng chuyện này nhất định phải nói riêng với ba đồ bối lạc. Người mau tránh ra, đừng làm mất hứng của quả hình. Ta không tránh. Tỷ xem, nếu là muội, muội sẽ cho cô ta ăn một đấm rồi.
Nhị tỷ, tỷ sao vậy? Tâm trạng không tốt à? Không sao. Không sao. To gan, người có tránh ra không? Coi chừng bổn Cách Cách trị tội người đấy. Đạt Na, ta không phải là người nhát gan đâu. Đạt Na, không được vô lễ. Cách Cách xin thứ lỗi, đừng trách cô ấy. Ta không sao. Vì nể tình ba đồ bối Lạc, bổn Cách Cách không tính với cô nữa. Đa tạ Cách Cách. Muội nói tỉ nghe, chuyện lần này không đơn giản. Vụ án... Tuệ Võ quận vương, xin dừng một bước. Quận vương, tụi nhỏ ở bên kia, qua đó thôi. Đạt Na, sau này muội đừng... Đều ở đây hết hả? A Mã, bái kiến Tuệ Võ quận vương, cung quận vương, miễn lễ. Tạ quận vương. A Mã, vương gia nói sao rồi? Lát nữa con sẽ biết thôi. A Mã, lúc nãy người đi gặp vương gia nói gì vậy? Sao không cho con nghe? Đức Bảo. Dạ. Nô tài xin phụng mệnh vương gia truyền lệnh tới Cách Cách và Bối Lạc trước. Ba đồ bối Lạc, thiết thị vệ, thể điệp Cách Cách, quả hình Cách Cách nghe lệnh. Ba đồ bối Lạc, thiết thị vệ có công trong vụ án lĩnh thôi Cách Hải, vương gia đặc biệt tấu thỉnh hoàng thượng ban thưởng cho hai ngài. Ba đồ bối Lạc, thể điệp Cách Cách, hai người đối với việc phá án lĩnh thôi Cách Hải đều có công lớn, hai nhà lại có giao hảo, vương gia sẽ thỉnh tấu hoàng thượng ban hôn cho hai người, mong là tình hữu nghị giữa Đại Thanh và Khoa Nhĩ Thẩm ngày càng tốt hơn. Thiết thị vệ, quả hình Cách Cách, vương gia sẽ thỉnh tấu hoàng thượng ban hôn cho hai người. Uy Đường võ công cao cường, quả hình thông minh xinh đẹp, châu liên bích hợp vô cùng xứng đôi. Lúc đó vương gia sẽ đích thân chủ trì hôn lễ. Tạ vương gia ân điển. A Mã, sao lại như vậy? A Mã, chậm một bước bị người ta giành mất rồi. A Mã, có phải người đi tìm vương gia xin hoàng thượng ban hôn không? Không được, con không muốn. Thể điệp. Thể điệp. Đại tỷ, đừng ra vẻ thân thiết. Mở miệng ra thì cung kính, nhưng trong lòng không biết đang nghĩ gì. Cuối cùng ta cũng biết, nói khác làm khác là sao. Đại tỷ, sao tỷ lại nói như vậy? Còn hỏi nữa hả? Suốt ngày cô nói ba đồ không tốt, vậy mà dục A Mã của cô thỉnh xin hoàng thượng ban hôn. Chuyện cả đời này ta hối hận nhất là nhận tỷ muội như cô. Đại tỷ, chuyện hôn sự không phải do muội làm chủ, là do A Mã. Muội cũng bất ngờ mà. Nhưng tỷ yên tâm, bây giờ muội đi tìm vương gia, xin vương gia đừng thỉnh xin hoàng thượng ban hôn, trả lại cho tỷ. Không dám, để ta tự đi nói với vương gia. Ai biết khi cô đứng trước mặt vương gia lại nói gì? Đứng lại cho cha. Con định làm gì đấy? A Mã, con phải đi gặp vương gia. Sằng bậy. Con tưởng phủ vương gia là nơi muốn tới là tới à? Con tưởng vương gia là người muốn gặp thì gặp sao? Lời vương gia nói ra, muốn thay đổi là thay đổi được hả? Được rồi, đừng gây chuyện nữa. Đi theo cha về. A Mã, con muốn gặp vương gia. Đi mau. A Mã, cha thả con ra. Tỷ yên tâm, muội sẽ đi tìm vương gia rồi trả lời tỷ. Câm miệng đi, tôi không cần cô thương hại. Muội sẽ chứng minh được. Vương đại quản gia, nô tài bái kiến Cách Cách. Cách Cách, Cát Tường, miễn lễ, miễn lễ. Nói với vương gia dùm ta, thể điệp có chuyện quan trọng cầu kiến, nhanh lên. Cách Cách, vương gia không có nhà. Không có sao, đi đâu rồi? Nhị Phúc Tấn vừa tới tìm vương gia. Vương gia tới chỗ Nhị Phúc Tấn rồi. Nô tài cũng đang đi tìm vương gia. Được được, tốt quá, dẫn đường. Ta đi cùng với ngươi, mau lên. Cách Cách, không được đâu. Thể điệp. Thể điệp. Vương đại quản gia, không có việc của ngươi, cứ đi đi. Nô tài cáo lui. Nhớ nói với vương gia thể điệp tìm người nhé. Còn muốn gây chuyện tới chừng nào? Mau theo cha về. Đau quá đi, gãy tay rồi. A Mã. A Mã, con đâu có gây chuyện. Người gây chuyện là cha.
Tự nhiên cha nói chuyện ban hôn với vương gia, cha hại con thê thảm rồi. Có mặt bối Lạc gia ở đây mà con nói năng như vậy à? Cho con biết, hôn sự này đã định như vậy rồi. Nếu con dám trái lời, A Mã sẽ nghiêm trị con. A Mã, còn không mau đưa Cách Cách về phủ. Dạ, Cách Cách. Không phải cô hay nói kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt sao? Bây giờ cô là nữ Tuấn Kiệt, làm theo ý quận vương gia đi được không? Đi thôi. Thể Điệp, cô có sao không? Thể Điệp, quay lại đây. Sao cô với chủ của cô diễn lộ liễu quá như vậy? Rõ ràng là muốn lấy ba đồ mà còn diễn cho ai xem chứ? Đạt Na, Bổng Truyền, cô về phủ trước đi, ta đi xem sao. Ba đồ bối Lạc, lần này Cách Cách sẽ làm thật đấy. Lát nữa người mà gặp phương gia e là sẽ nói năng không giữ miệng. Người nhất định phải cản Cách Cách. Biết rồi. Ba đồ, chờ muội với. Trước giờ Thể Điệp nghịch ngợm, thần thiếp cứ thấy nó là trẻ con. Thật không ngờ bây giờ lại sắp xuất giá rồi. Năm nay Thể Điệp đã 18 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa. Vương đại quản gia, Thể Điệp, Cách Cách, Cách Cách, Cách Cách. Trời ơi, vương đại quản gia, ta đã nói là có việc gấp, muốn bẩm báo với vương gia. Cách Cách đừng làm khó nô tài. Không được, Cách Cách. Lúc nãy nhị Phúc Tấn có căn dặn, có chuyện quan trọng bẩm báo với vương gia, không ai được vào trong làm phiền. Đúng đúng, đúng gì mà đúng. Còn Cách Cách ta cũng có chuyện rất quan trọng, sắp cháy chân mày rồi, mau đi đi. Cách Cách đừng làm khó cho nô tài. Ta làm khó ngươi thì sao? Rốt cuộc có tránh ra hay không? Không được. Cách Cách, không tránh phải không? Ta sẽ xông vào. Cách Cách, xin dừng bước. Cách Cách, không được vào đâu. Cách Cách, Cách Cách, không được vào. Vương gia, vương gia. Cách Cách đừng la lên nữa. Vương gia, Thể Điệp có chuyện muốn bẩm báo. Vương gia, Thể Điệp cầu kiến. Thể Điệp sao lại tới đây? Thiếp không biết. Vương gia, Cách Cách, Cách Cách đừng hét nữa, nô tỳ sợ muốn rớt tim ra rồi. Rớt cái gì chứ? Tại ngươi không cho ta vào gặp vương gia. Vương gia, Cách Cách, Thể Điệp, đừng kêu nữa mà Cách Cách, con làm quá lắm rồi. Thật không ra gì, thể diện của A Mã để ở đâu? A Mã, sao khinh công của người hay như vậy? Mới đó đã theo kịp con rồi, còn nói à? Mau theo A Mã về, đi. Không, con muốn gặp vương gia, đi. Vương gia, không được kêu. Vương gia, không được kêu. Ai nói không được kêu vương gia hả? Ai nói không được kêu vương gia? Vậy phải kêu bổn vương là gì? Tham kiến vương gia, thị Phúc Tấn. Là do Thể Điệp không có phép tắc, tề ngạch nhất thời nóng ruột nên mới lỡ miệng nói như vậy. Miễn lễ, bổn vương chỉ nói đùa thôi. Thể Điệp, giọng con cũng lớn thật. Muốn không nghe cũng không được. Tới tìm ta có việc gì? Vương gia, là chuyện đại sự cả đời của Thể Điệp. Vương gia, nếu như Thể Điệp Cách Cách có chuyện bẩm báo thì thần thiếp xin cáo lui trước. Còn theo ta vào đây rồi nói. Lần này không ngăn được rồi. Cái gì? Con muốn ta thu hồi mệnh lệnh à? Tề Ngạch, dạ. Chẳng phải Khanh nói Thể Điệp và ba đồ từ nhỏ đã có hôn ước sao? Sao giờ Thể Điệp lại không thừa nhận? Chuyện này rốt cuộc là sao? Khởi bẩm vương gia, chuyện này không thể tính được. Lúc đó ba đồ còn nhỏ, lời nói của trẻ con sao coi là sự thật được? Ba đồ, bổn vương hỏi Khanh, những sự việc xảy ra lúc đó người có nhớ không? Sa Luật quận vương và Tuệ Võ quận vương có phải là đã định sẵn hôn ước không? Bẩm vương gia, ba đồ có nghe huynh trưởng nói lại. Đúng là như vậy. Nếu hai bên đã có lời hẹn từ trước, hôn sự này nhất định phải tiến hành. Hơn nữa, bổn vương đã thỉnh tấu với hoàng thượng nên không thể thay đổi được. Các khanh nghe rõ chưa? Đó là đương nhiên ạ. Nhưng vương gia ơi, không nhưng nhị gì hết. Chẳng lẽ lời của bổn vương con không nghe? Thánh chỉ của hoàng thượng cũng không tuân theo.
Thể điệp, đừng nói bổn vương không thương con. Hôm nay con có công phá án, bổn vương nhận con làm dưỡng nữ. Sau này con sẽ trở thành quận chúa của ta rồi. Còn không tạ ơn đi. Thể điệp được vương gia nâng đỡ là phúc của nó. Còn không mau tạ ơn vương gia đi. Thể điệp đa tạ vương gia. Cái gì? Tỷ thật sự không ngờ, thì ra muội và ba đồ từ nhỏ đã có hôn ước rồi. Nhị tỷ, tỷ xem cái này chính là vết sẹo do hắn để lại cho muội. Cũng may nó là vết sẹo nằm khuất, không ảnh hưởng tới dung mạo của tiểu muội chúng ta. Nhị tỷ, rõ ràng nhớ gì về chuyện hứa hôn từ nhỏ hết. Ngày xưa ba đồ làm muội bị thương, hại muội phải mang theo một vết sẹo. Muội không tính sổ với hắn là may rồi, giờ còn bắt muội lấy hắn. Tỷ nghĩ xem, như vậy có còn thiên lý không? Không lẽ tên ba đồ đó là khắc tinh tới chết của muội? Tiểu muội, muội quá lời rồi. Nhưng mà sau đó, muội không xin vương gia thu hồi lại mệnh lệnh sao? Sao lại không có? Liều chết cầu kiến. Nhưng vương gia nói với muội đã thỉnh tấu với hoàng thượng rồi nên không thể thu hồi được. Tỷ nghĩ xem, muội mạo phạm vương gia, bị mắng một trận rồi cuối cùng vẫn công cốc vô ích. Hơn nữa lại còn bị đại tỷ mắng cho một trận nữa. Thể điệp, lần này chuyện của muội và ba đồ bối lạc đã quyết định rồi, khó mà thay đổi. Còn về đại tỷ của chúng ta, hình như tỷ ấy không thấu hiểu cho muội. Đâu chỉ là không hiểu, tỷ không thấy hồi nãy tỷ ấy mắng muội à? Cũng vì tên ba đồ đó, tỷ ấy còn nói với muội chuyện cả đời của tỷ ấy hối hận nhất là kết bái tỷ muội với muội đấy. Tỷ ấy vì hắn ta mà không màng tới tình tỷ muội. Đúng vậy, tại vì đại tỷ rất thích ba đồ nên mới có hành động như vậy, chứ không phải là tại ghét muội đâu. Nhưng tỷ ấy nói nặng như vậy đúng là cũng hơi quá đáng. Dù sao chúng ta cũng đã kết nghĩa kim lan, sao có thể vì một nam thân mới đến mà tổn thương tình tỷ muội chứ? Nhị tỷ, phải chi đại tỷ cũng nghĩ được như tỷ thì tốt biết mấy. Muội không cần lo lắng, mấy chuyện này cần có thời gian. Tỷ nghĩ không bao lâu nữa đại tỷ sẽ thông cảm cho muội thôi. Lúc đó tỷ muội chúng ta lại vui vẻ giống như trước đây. Thật không? Mong là được như tỷ nói. Bẩm báo quận chúa, nhị phúc tấn phái mật nhi tới mời thể điệp quận chúa qua đó một chuyến. Nhị phúc tấn tìm thể điệp tham kiến nhị phúc tấn. Nhị phúc tấn cắt tường, đứng lên đi, tạ nhị phúc tấn. Đúng là giai nhân xinh đẹp, lại rất là hoạt bát nữa. Thảo nào vương gia gấp rút ban hôn cho con. Nhị phúc tấn quá khen. Không cần phải ngại, đây cũng là điểm vương gia ban thưởng cho con. Lúc nãy ta nghe mật nhi nói vương gia đã nhận con làm dưỡng nữ, nên sau này chúng ta là người một nhà rồi. Đừng cứ gọi phúc tấn, nghe xa lạ lắm. Sau này cứ gọi ta là nhị nương đi. Dạ, nhị nương. Ngoan. Nghe nói con đã tìm ra chứng cứ tham ô của cha con Triệu Giai Thị hả? Vương gia đã đuổi ả ra khỏi phủ rồi. Con không những có công cao cường, mà cả sự lanh lợi của con cũng không ai so bì được. Không, nhị nương, người quá khen rồi. Chỉ là thể điệp trùng hợp gặp may thôi. Con đừng khách sáo trước mặt nhị nương nữa. Vương gia đã nhận con là dưỡng nữ, đương nhiên làm chủ hôn cho con. Sau này nhớ thường xuyên tới chỗ ta chơi. À phải rồi, nhị nương có quà thưởng cho con này. Mật nhi, dạ. Lấy ngọc như ý vương gia ban thưởng cho ta ra. Ta muốn tặng lại cho thể điệp. Dạ, không không, nhị nương. Ngọc như ý vương gia tặng cho người rất quý giá, thể điệp không thể nhận được. Sao lại không nhận? Con đã lôi con sâu Triệu Giai Thị từ vương phủ ra ngoài. Không chỉ lập được đại công, còn giúp cho nhị nương một việc lớn. Nếu hôm nay con không nhận,
thì sau này nhị nương tặng con làm quà thành thân. Vương gia Cát Tường, Trác Phúc Tấn Cát Tường. Ngạc nương ta có khách hả? Hồi bẩm vương gia là thể điệp quận chúa. Mau thông báo dùng ta, nói bổn vương tới thỉnh an ngạc nương. Dạ. Nhị Phúc Tấn, Hòa Cần quận vương và Trác Phúc Tấn tới. Ra gọi chúng vào. Dạ. Nhị nương, họ tới thỉnh an người, thể điệp xin phép về trước. Không cần gấp, cứ ngồi đây. Nhân tiện giúp ta chỉ giáo đồ nhi luôn. Không sao. Nhi thần Hoàng Đồ thỉnh an ngạc nương. Man nhi thỉnh an ngạc nương. Miễn lễ, tạ ngạc nương. Thể điệp xin chào quận vương gia Trác Phúc Tấn. Đừng khách sáo, ngồi đi. Đa tạ vương gia. Thể điệp, bổn vương mới nghe nói về chuyện của muội, không ngờ bây giờ lại được gặp muội ở đây. Nghe nói muội làm cho vương đại quản gia đó hoa cả mắt, chóng cả mặt. Mau nói cho bổn vương nghe rốt cuộc là chuyện gì. Chờ chút. Đồ nhi, ngạc nương hỏi con trước. Mấy ngày vừa qua con đã làm những gì, nói cho ngạc nương nghe. Con học bài, nghe đàn, cưỡi ngựa, xem tuồng, lao du khắp nơi. Không thì uống trà, nói chuyện phiếm với thuyết thư tiên sinh. Con còn nghe bi khúc, xem bi kịch. Có nhiều thứ để nghiên cứu. Ngạc nương, nếu như có cơ hội, người nhất định phải xem thử. Im miệng. Con, thể điệp sắp thành thân rồi mà không nghe con chúc mừng nó. Vừa tới đã hỏi chuyện của một tên nô tài, lại còn hứng thú như vậy, thật là mất mặt. Ngạc nương, chuyện này đâu có gấp. Thể điệp vẫn chưa xuất giá, đúng không? Hải nhi còn nhiều cơ hội chúc mừng muội ấy. Đúng là tức chết với con. Đồ nhi, con trưởng thành một chút được không? Con xem, Hoàng hậu đã vào triều đình nghe chính sự rồi, tham mưu quốc gia đại sự rồi. Cả A Mã con cũng khen nó, còn con ngày nào cũng rảnh rỗi ngao du. Ngạc nương, bản lĩnh của Hoàng hậu là tinh thông những chuyện đó. Đương nhiên con không bằng huynh ấy. Ngạc nương, con thấy những chuyện này phải nhìn thoáng một chút, thuận theo tự nhiên đi. Con nói nghe dễ quá. Ngày nào ngạc nương cũng lo cho con, không ngày nào được ăn ngon ngủ yên. Con muốn ngạc nương tức chết hả? Sao ta lại sinh ra A Ca vô dụng như con chứ? Nhị nương, thật ra vương gia chỉ nghĩ gì nói đó. Huynh ấy không có ý gì đâu ạ. Nhị nương đừng giận nữa. Phải đấy, xin ngạc nương bớt giận. Hoàng đồ không có ý đó đâu. Nó không có ý đã như vậy. Nếu nó có ý, chắc ta tức tới bệnh nằm một chỗ. Man nhi, con phải quan tâm tới nó một chút, quản nó chặt một chút. Ta đã xin vương gia cho đồ nhi một chức quan rồi, không thể để nó tiếp tục như vậy được. Cái gì? Ngạc nương, chuyện lớn như vậy sao người không thương lượng với con? Thương lượng cái gì? Chính vì ta biết rõ tính của con nên mới phải giấu con. A Mã con đã nói rồi, chuẩn bị thỉnh tấu hoàng thượng để con quản lý sở sự vụ Miêu Cương, hoặc là làm đại thần quản sự vụ. Con tự chọn một cái đi. Hải nhi không chọn. Cái gì? Ngạc nương, không phải Hải nhi không làm, nhưng nếu Hải nhi nhúng tay vào chuyện đó sẽ khó tránh người ta đem Hải Nhi ra so với Hoàng hậu. Nói tới Hoàng hậu thì con không thể bằng được. Lỡ như Hải Nhi không làm tốt mọi chuyện, rồi bao nhiêu người trách móc, chẳng phải là tự rước họa rồi sao? Con không thể cho ngạc nương mở mày mở mặt một chút à? Ngọc thô sau khi điêu khắc tỉ mỉ cũng có thể trở thành tuyệt phẩm. Uổng công ta coi con là báu vật, chưa đánh đã thua, chút can đảm cũng không có. Có phải tại ta thương con quá nên con thành ra vô dụng như vậy không? Ngạc nương, nhị Phúc Tấn. Nhị nương bình tĩnh lại đã, đừng để hại đến sức khỏe. Bớt giận đi. Nếu con muốn ta tức chết thì cứ nói thêm vài câu nữa đi. Được rồi, được rồi. Ngạc nương, người đừng giận nữa. Hải nhi làm là được rồi. Lát nữa con qua nói với A Mã một tiếng. Khi nào ý chỉ hoàng thượng tới, con sẽ lập tức nhận công việc của đại thần sự vụ. Như vậy là được chứ gì? Khi nào con mới đi? Hay là bây giờ đi liền đi?